2,000 years later. Mình thấy cô này bắt đèn và quẹo từ xa nên mới đi chậm để nhường đường và... Chúng ta hãy cùng tua lại một chút nhé. Mời anh em xem luôn GPS. Từ mà sao anh chạy ghê vậy? Trời ơi. Ui dạ. Dạ không, không. Anh có sao không? Tại anh nặng á chứ em không có gì hết á. Rồi dạ rồi, ok. 2000 years later. Ông anh nãy cái xe là xe cũng độ hay sao á, thấy cũng quá trời. Dạ anh thắng từ từ. Không biết sao mà ổng lỗi cho tôi. Ghê thiệt. Ghê dở mang luôn á. Mà nãy bên là mình thắng kịp nó mang chứ không thôi là mình nhào vô là cô mình nhường đường luôn rồi. Thì mình ví dụ cái tha hồi nãy cho anh em xem ha, giống như cái Long Anh đằng trước đi ha. À, thì mình sẽ vừa bóp móng tay rồi mình bóp cái chân nhỏ thì cái xe nó sẽ gì lại từ từ. Chứ mình không phải là mình bóp nhấn nó ngắt luôn. Đó. Thousand years later. Ghê. Ra ra coi cái đôi chó lộn. Ổn quá. Chưa, mình nói rồi, cái đôi chó lộn nó rất là bền. Xe hơi dơ nha nè, tại mới đi mưa. Ôi trời, mới sáng thì lập biến.
mình là cái chân mà vẫn cái chân hay là cái tay thôi đó. Nhưng mà bây giờ thì mình thích đồng bộ thì mình muốn nó giống như ABS vậy đó, để nó an toàn hơn thôi chứ không có gì cả chứ. Mình mới thắng kịp á, cái hên của mình là mình xử lý nó thắng kịp á, chứ thôi là mình tông vào cô luôn rồi, lợi dụng tai nạn liên hoàn đấy kém tí. Mình ông nợ đó mà đúng một kêu rồi. Hey,
2:40 thắng về đó, chứ không có việc gì là phải gọi là ấy cả, tại vì chiếc xe mình nó hơn 2 tháng rồi chứ không phải là gỡ thắng. Right, okay, bye, man.